Rồi, thế giới cây nho xin chào các anh chị. Thì lâu quá mới rảnh rỗi và đăng clip lại cho mọi người xem. Và đây là cái vườn nho đã cắt cành và đã nhú mầm ra. Và để xem mọi người xem nè. Nhờ cắt cành thì nó lúc nó ra ho, có lúc nó không ra ho. Đó. Nhiều khi là cành lá rất là tốt, cây nho rất là khỏe, nhưng mà cắt cành, khi mà chúng ta cắt cành gặp mưa thì nó sẽ làm bị tiêu ho đi. Thì lúc mà mình cắt cành thì nó nhú ra, nó gặp mình thấy ho rồi, nó xây cái lo là mình thấy lo, thấy cái ho rồi. Nhưng mà sau một thời gian thì lại mất. Đó. Nhiều người thì các anh chị không biết thì kêu cây nho dại này. Rồi cây nho như thế nào, nhưng mà thật chất ra là khi mình anh chị em á, mà khi mà cắt cành thì nó xui, rất là xui là nó gặp trúng cái mưa. Đó, ví dụ như các anh chị thấy không? Đây nè, cái cành này nha. Đó, cắt ra như thế này. Đó, mọi người thấy ho không? Nè, nó có một cái ho nhỏ 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 ở đây nè. Đó, thì hôm nay rất là nắng nha. Chứ mấy bây giờ ảnh hưởng bão, mưa, kèm theo là đen dịch bệnh trở lại rồi. Đó, mọi người cũng lưu ý, giữ gìn sức khỏe ha. Đó, và cho mọi người xem. Đây là cái vườn nho mà đã cắt cành. Và cắt cành chúng khi mà gặp mưa, thì gặp mưa thì nó sẽ bị như thế nào. Đó, thì hôm nay cho mọi người cùng xem nha. Đây. Thì sau khi mà cắt cành gặp mưa là nó sẽ có biểu hiện như thế này đây mọi người. Đây, cho mọi người xem nha. Đó, mọi người có thấy rõ không? Đây, đây là cái cành mà khi cắt cành ra là cái ho của nó khi đầu rất là to, khi gặp mưa rất là nhỏ thế này. Và dần dần nó sẽ biến thành cái râu như thế này. Đó, mọi người xem nè. Đó, mọi người xem, đây. Nó biến thành cái râu nhỏ như thế này nè. Đó, đó, mọi người thấy không? Li ti nhỏ này nó có ho nè. Đó, nhưng mà nó đã bị biến thành râu rồi, do quá trình cắt ra rất là xui xẻo, gì nhỏ rất là xui xẻo, gặp trúng mưa thì nó làm cho nó tiêu cái bông đi, nó biến thành cái râu. Đó là như thế. Đây nữa này mọi người. Đó, mọi người xem. Đó, thấy không? Nó biến thành cái ho rất là nhỏ. Thì khi mà gặp mưa đối với cái dàn lớn thì đôi khi nó vẫn còn ho bình thường thôi. Nhưng mà nó sẽ bị giảm đi. Nên vì thế vì sao nhiều cái chú nông dân cũng như là những cái trang mà người ta cũng có chia sẻ, thì người ta bảo là đừng nên cắt cành vào những cái mùa mưa, tránh những cái ngày mưa. Đó, thì cái việc tránh ngày mưa nó cũng hơi rất cũng hơi xui thôi. Thứ nhất là cái tháng mưa thì mình hạn chế cắt vào cái vụ tháng mưa, còn khi mà những cái tháng bình thường mình cắt ra gặp mưa thì xui thôi, ông trời ông cho mình ăn thôi. Đó, thì mình vui nuôi dưỡng lại sau này cắt tiếp chứ không có gì hết nha. Mọi người xem này. Đó, đây chả có một cái ho nào hết, trong khi nè cành mọi người xem nè, hố gỗ nha. Đó, mọi người xem nè, cành cắt là hố gỗ nha, chứ không có cắt non. Ở đây người ta trồng, đây là vườn nho người ta trồng kinh tế luôn á, chắc chắn là người ta sẽ rất là hiểu về cái kỹ thuật cũng như là cái liều lượng phân bón người ta đã bón trước. Nhưng mà khi cắt cành đã gặp mưa thì nó cũng không có thành công như mong muốn. Đó, mọi người xem. À, nó biến thành cái râu luôn nè mọi người. Đó, nó biến thành cái râu như thì luôn. Thì vườn nho này bắt đầu vẫn nuôi cành và tiếp tục cho đợt sau thôi. Nó chứ không có gì hết. Nên mọi người lưu ý nha. Đó, mỗi cành thì sẽ trừ lại hai chồi nha. Mọi người lưu ý nha. Mỗi cành mình cắt vào trừ lại hai chồi thôi. Đó, thì cho cây nó mạnh. Đó, mọi người xem. Đây. Đó, mọi người xem là thấy chưa. Đó, như cái cành này thì nó rất là may mắn là khi mà ra nó không gặp mưa. Thì tại vì mình cắt cành thì sẽ có cái chồi lên mọc mà bung ra trước, bung ra sau, chứ nó không có bung cùng lượt nha. Đó, cành non thì sẽ ra sớm, cành già thì nó sẽ ra sâu một xíu. Đây là nó rất là hên nên nó còn ho rất là rõ nè. Này mọi người xem thấy chưa? Ho đây. Đó. Nên mọi người lưu ý nha.
một phần là mình chăm sóc cây nho tốt, nhưng mà cũng phải phụ thuộc vào cái thời tiết ông trời cho nữa đó. Có nhiều nơi là nhiều khi là các anh chị không biết là cắt cành mà không gặp mưa cũng như là cây nó hơi yếu thì cắt nó cũng ra không ra hoa này. Nhìn cái cành này mọi người thấy là nó khá yếu nha, thì khi cắt nó chả ra hoa gì hết. Nhiều nơi người ta không biết, người ta hỏi là nó bán thuốc về phun lên có hoa rồi là không có đâu nha mọi người. Nếu mà thuốc phun lên mà cái cành mà ra không có hoa mà phun lên có hoa thì thôi, thì không biết quả biết bao nhiêu mà chứa cho đủ. Chắc người nông dân Ninh Thuận quá giàu luôn rồi đó. Đó mọi người xem này. Đây là những cái chòi mà được ra sâu nè. Nè mọi người thấy không, những cái chòi này ra sâu nè. Thì đang thời tiết đang rất là nắng nè mọi người, thấy không, mọi người xem nè, rất là nắng. Thì những cái chòi ra sâu thì chắc chắn nó sẽ mang hoa rất là đẹp nè. Đó mọi người thấy hoa của nó nè, thấy chưa mọi người. Đó. Thì mùa này cũng như là ở tất cả các anh chị ở đâu ha, mọi miền đất nước, thì cái mùa này là bắt đầu nhiều nơi là bắt đầu mưa tới rồi. Thì mình hạn chế trồng nho đi nha, hạn chế trồng nho, đặc biệt là những cái vùng mà đang có mưa liên tục, chúng ta hạn chế trồng nho đi. Đó, tại vì cái nho nó thẳng ra là nó ghét nước, mùa mưa. Vì sao nó thích hợp ở Ninh Thuận là như thế, là do Ninh Thuận ít mưa, lượng mưa nó trong năm rất là ít, nên nó thích hợp. Đó, nó đỡ bệnh tật hơn. Nên mọi người xem nè, thấy không? Quy mà cắt một mớ cành đi mà chả có một cái hoa nào hết. Thì trong cái vàng nho tổng thể hết thì nó chỉ khoảng còn được 40% là còn hoa thôi. Còn lại là nó đã biến thành râu do mưa. Và một phần là cành hơi yếu, với lại mùa trước nó mang quả khá nhiều. Thì thường thường nó mang quả khá nhiều thì mùa sau nó sẽ ít lại. Nên là như thế thôi, yếu đi đó. Thế là mọi người lưu ý. Và trong quá trình này thì mọi người, đối với mà khi trồng sân thượng như thế này nè, thì nó rất, đối với trồng kinh tế như em quay dạng này nè, thì nó rất là nhiều thuốc men để bảo vệ hơn. Còn các chị mà trồng sân thượng thì quanh nhà thì nó có một phần thôi, thì giống như cái thuốc đã em để trên màn hình. Đó, trên màn hình nha. Filler nè, Melody nè, Achacon nè. Thì những thuốc này mình cố gắng phun một tuần một lần trong quá trình trồng cũng như cắt cành. Nói chung một tuần là cứ một lần thôi. Đó. Là cho nó bảo vệ được cái cây. Chứ còn mà nói chung mà nhiều nơi người ta quảng cáo thuốc tè le hết, mọi người không biết mua về thì nó phí lắm. Nó phí lắm, nó chả được cái gì đâu. Phun mà cứ mình ở trong thượng mà mình phun một phép hồi là nó tanh bành hết luôn. Cái chết hồi là cái chùm nho không dám ăn luôn á. Đó. Đó là mọi người lưu ý nha. Nên các anh chị cứ phun định kỳ giúp em phòng bệnh thôi. Cho thuốc này thuốc nọ hôi lắm. Thuốc nho rất là hôi nên mọi người lưu ý. Sử dụng những cái thuốc mà em khuyến cáo thôi, em chia sẻ nè mọi người. Lưu ý phun những cái thuốc đó thì nó sẽ hạn chế được bệnh tật. Tại vì mình trồng sân thượng, cũng như là không phải là mình trồng một cây nho mà còn trồng rất nhiều cây xung quanh nó nữa. Nhiều khi mình phun vào là những cây nho khác nó bị dị ứng ha, nó hư hết. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo nha. Rồi nhớ bảo vệ sức khỏe và đẩy lùi dịch bệnh ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.